Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục leo găng nha các bạn. Hiện tại găng của mình vẫn là bạch kim thôi. Và con mình chơi là con đã thua. Và bên đội của mình hiện tại có tới 2 con HP. Mình là Gishi, Jeffy, Arthur, Gaga và Lavi. Ở bạn này có Lavi, Togo, Violet, Lugat và Gat. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị chiến thôi các bạn ơi. Vào rồi. Vẫn là tăng giáp và chiêu 2. Điện thoại của mình quay nó hơi bị lag một chút. Bên đội bên kia thì nó có tới 2 cung thủ, Lavi và Violet. Gần của nó là Mugat. Còn gần của mình bên mình là Jeffy. Lavi nó bắn gác quá các bạn ơi, di chuyển khá là nhanh. Đợi cho nó bắn xong đi, mình cấp được không? Nó chạy à? Để làm. Rồi, nó dễ mình tới hơn nữa cục máu. Chạy về thôi. Chạy về bơm máu. Thang đầy, chạy cho nhanh. Thấy có được rồi, dễ ăn không? Thấy nó mệt quá. Chạy về, kịp không? Mugat nó giết từng ở bên mình rồi. Ở dưới là 4 đấu với 3. Xong. Mugat nó giết thằng gà gà luôn rồi. Ở bên kia dẫn trước 2-0 rồi các bạn ơi. 3-0 luôn rồi. Mugat nó đúp cục tiêu luôn rồi. Vi lên cấp 4 rồi. Đây là chiêu 4 của nó. Chiêu cuối, chiêu 3. Không được rồi. Chạy lính thôi. Rừng bên mình lên cấp rừng bên nó rồi, không biết có được không. Mugat ăn gồng rồi. Mugat nó lên nó cấp rừng, nó cấp của đó. DC có cản được không? Không hạ được cái thằng Lavi. Có nó còn chút xíu máu rồi. Dưới 4 đang đánh 4 rồi. Hay quá, Lavi giết được, nó hạ được thằng Togo rồi. Hạ được Châu rồi. Chưa chịu về. Không được rồi. Nó còn chút xíu máu rồi. Mình hết chiêu rồi. Rồi chết theo nó luôn. Ở dưới rồi.
đó mới giết PC và Davi bên mình rồi. Đội bên kia vẫn trước hết 4 rồi, hiện tại là 6-2 rồi. Mu gác bắt thương nó. Anh nhìn thấy tụi nó không? Giết tụi nó không? Nó hấp máu rồi, Chạy về, chạy về. Hay quá, đi chi với từ ta vô rồi. Violet đó. Mình còn máu ít quá, không dám đi ra. Pháp sư bên nó đánh hay quá các bạn ơi, liên tục hạ bên đội bên mình. Mình nó còn đội của mình nó hay quá. Châu nó hạ được rừng bên mình luôn. Đội của mình còn máu ít quá. Rồi giá nó giết luôn, hạ luôn nữa. Ờ, Will Davi nó hạ lại được thằng giá rồi. Ui, đất hạ gồng nữa rồi, hai lần rồi. Chạy vô nấp. Ủa, hạ được châu rồi. Nhắc lại hạ tiếp tục tội với mình. Tội mình đã đẩy được trụ giữa rồi. Chạy về. Mua gác, chạy về. Gác ăn liên tục rộng, giờ nó tới cấp 11 rồi. Trụ giữa mình, trụ dưới mình nó bị hạ rồi các bạn ơi. Hai trụ dưới bị hạ hết rồi, còn trụ trên mình hả? Nó gom lên trên mình rồi kìa. Chạy về thôi. Không nên gừng mà nó đánh tới ba thằng, sao đánh lại 4 luôn. Chạy về nấp theo trụ thôi. Cú gác nó còn ở trên kìa. Chạy ra thôi. Ô, Lavi nãy giờ nó núp ở trong rừng bụi cây. Chết mày không. À, PC nó hạ được cú gác luôn. Lavi nó không chịu về luôn kìa. Còn quay lại nữa. Quay lại. Hay quá. Đẩy trụ thôi. Xong. Dễ, nhẹ nhàng. Nó đẩy được trụ trên rồi. À, ra. Chưa con nó. Hai con luôn, hai con video.
toilet luôn. Rồi 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 tiêu luôn bên mình. Rồi xong. Thì nó hạ luôn rồi các bạn ơi. Bên mình máu ít quá. Hai đấu không lại. Gần bên mình có hạ lại được nó không? Rồi xong luôn. Tiêu lên hạ gần bên mình luôn. Hai đấu ba đấu không lại rồi. Nên gà gà nó ở trên kia. Mình xuống dưới này thôi. Cho gà gà nó ở trên chảnh đi. Xuống dưới này đẩy trụ. Hay quá vậy. Dưới luôn cả thằng rồi. Đó. Thì ra là bên độ bên nó tập hợp anh chảnh hết ra chứ cả thằng rồi. Chạy về chạy vô giữa tiếp thôi. Rồi gà gà trên hết trụ được rồi. La vi nè, gáp nè, hai làm sao chọn là bốn. Rồi qua bên kia thôi, vô lát nó đẩy trụ rồi. Chưa rồi hai trụ luôn rồi. Mày hả? Violet nè. Lết đi con. Lết. Đi qua tiếp. Hay quá gì xì rồi. Violet nè. Tới vô 14 luôn rồi. Gấp bùa đỏ của nó luôn. Cố gắng chui vô bụi cỏ không được rồi. Chém mùa gác mà nó chém qua thằng La Vi rồi. DC của mình chết luôn rồi. Thôi chạy về phía dưới ba kìa. Ba đang mặn thịt cái con trâu mà nổi không biết nữa. Chạy về hiện tại 18, 14 rồi các bạn ơi. Trời ơi, bên kia nó 18 rồi. Dần lên được thanh kiếm rồi. Rồi, gắt giết từng mình luôn kìa. Có kiếm rồi, có được kiếm rồi. Đam sẽ lên cao hơn rồi. Bốn, là vì có nó tên nó đâu rồi không biết nữa. Mua gác tính đẩy à, nó cản tính của bên mình không cho lính binh mình lên. Chạy rồi. Chạy ra tiếp tính rồi. Tại vì gác nó không chết. Không chết ai chân vậy. Chạy về thôi. Để bộ lên. Rút về hết rồi. Con gái nó làm gì đứng đó đi. À, nó đứng nó đợi nó ăn bùa bên mình hả? Trời ơi, gần bên mình nó bỏ chạy kìa. Như quá rồi, dài dưới từ Violet rồi. Như quá xong luôn. Có dưới từ trâu nó không? Có hạ được trâu không? Xong rồi các bạn ơi. Chạy về thôi. Chạy về thôi. Hết máu rồi. Chạy về. Hay quá. La Vi mình giết hạ được La Vi của nó rồi. Lên tiếp ứng rồi. GC hay quá. Đẩy lính thôi. Rồi bên nó hồi sinh hết ba thằng rồi. Thôi chạy lên để trụ là mình ăn hành sắp mặt.
không được rồi, không được rồi, không được rồi, thôi chị bỏ thôi. Bây giờ tay lính đừng bên mình nó tính ăn tà thần nè. Chạy trâu đập, 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 chạy, 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 chạy. Một hay quá, ghi sư hay quá. Ghi sư bên mình đánh rất là hay. Nãy giờ hạ bên địch rất là nhiều luôn. Liên tục lập công. Mình ăn gồng. Nghe được con gồng đội chúa rồi. Châu rồi, châu đi lạc. Châu đi lạc. Châu ơi, ta bảo châu này. Châu lạc. Nghe được hai rồi. Ha luôn, bá đạo luôn rồi, PC bá đạo luôn rồi. Còn thằng nữa đâu rồi, thằng gác nó. Thằng gác nó chạy đâu rồi, kẹo quá vậy. Ấy, 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 ấy. Sao vậy, sao vậy? Tiêu nó hồi sinh rồi. Tiêu hồi sinh nhanh đi. Để chủ được không? Không rồi, không rồi các bạn ơi. Không đẩy chủ được rồi. Cướp được bên đó. Ăn bùa đỏ. Được rồi, xử con cắt khác thôi. Ăn tà thằng được không? Lên quân chương. Đi xin nó biến về rồi. Đường bên mình nó đi đường dưới rồi. Một mình nó đi đường dưới rồi. À, nó cũng ăn được. Đây rồi một mình chống mafia luôn. Chạy xuống tiếp diện thôi, chạy xuống tiếp diện. Châu nữa hả? Châu nữa hả? Châu nè. Châu mua rác. Châu nè. La vi bắn hả? La vi bắn nè. Bắn nè. Hay quá đi xe rồi, tức cú kêu luôn. Đẩy, đẩy trụ, đẩy trụ. Đấy, sao đi xe nó về rồi. Ta đấu hai ở dưới kìa. Được không? Bốn luôn. Có thêm con tà thằng nữa là bốn luôn. Không được, không được, không được rồi. Mình lên nè. Bập châu, bập châu, bập châu. Bập châu. Mình bên mình hạ được cái chỗ của nó rồi. Bập châu, bập luôn, bập luôn, bập, bập, bập. Xong luôn. Tin rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn các bạn vào clip tiếp theo. Và clip của mình ở trong game là Nhật Hoàng Nhất. Các bạn có thể kết bạn với mình để cùng leo hạng vào cái mùa tới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.